Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Gồng Thần Huyền Thoại. Thì đây là tựa game không chỉ đem đến cho các bạn một trải nghiệm quen thuộc về cốt truyện Bảy Viên Ngọc Rồng, mà ở trong game thì còn có khá nhiều hoạt động đang lại niềm vui cho các bạn. Thì hôm nay thì tựa game Gồng Thần cũng đã ra mắt được khá là lâu, nhưng mà tựa game này thì cũng đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của các bạn. Thì cũng với lối chơi quen thuộc và vô cùng đa dạng, cũng như là cốt truyện gắn liền với thế hệ các bạn game thủ tại Việt Nam, thì thật sự thì Gồng Thần Huyền Thoại là một tựa game vô cùng hấp dẫn và đáng để trải nghiệm. Thì về cơ bản thì tựa game lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh là Bảy Viên Ngọc Rồng Dragon Ball, và đó là bộ truyện tranh của Nhật Bản vô cùng nổi tiếng của thế hệ 8X và 9X đời đầu. Thì đó là một kỷ niệm vô cùng khó phai. Thì do đó thì chính nhờ nguồn cảm hứng to lớn này thì Gồng Thần Huyền Thoại càng dễ tiếp cận các bạn ngay từ các bước chân bước vào game với cốt truyện về những Saiya bất phức. Thì đây là một tựa game đấu tướng thế hệ mới. Gồng Thần Huyền Thoại sẽ đem đến cho các bạn khả năng chiêu mộ những quân vật nổi tiếng trong nguyên tác truyện tranh như là Son Goku, Gilin, Son Gohan, Goten, Chi Chi chẳng hạn, vân vân, Quy Lão, Kamen. Thì không những vậy thì mỗi nhân vật thì còn sở hữu những kỹ năng đặc trưng riêng, có thể gây sát thương diện rộng hoặc hỗ trợ và cho phép các bạn tự do xây dựng đội hình theo chiến thuật của riêng mình và mà không theo một lối mòn nào cả. Thì bên cạnh đó thì hệ thống hướng dẫn đầu game cũng khá thân thiện đối với người các bạn mới chơi. Thì qua đó thì các tính năng hấp dẫn của game như là đại hội quả thực hay là đại hội toàn cục, thí luyện Zeno, huấn luyện Nokai sẽ lần lượt mở khi nhân vật đạt đủ mốc level. Thì đặc biệt thì các bạn còn có vô số danh sách để nâng cấp kỹ năng, cũng như là học được những chiêu thức nổi tiếng như là Kamehameha, Big Hit Bomb. Thì nghe thì khá là hấp dẫn. Thì tuy nhiên thì Gồng Thần Huyền Thoại cũng tồn tại khá là nhiều điểm yếu, và rõ nét nhất chính là việc cấp độ game lên khá chậm và có thể gây nhàm chán đối với các bạn ít thời gian cày cuốc để cán móc mới và mở những tính năng hấp dẫn ở cấp độ từ 3X đến 5X. Và đặc biệt thì cơ chế auto của game cũng không giúp ích được gì nhiều ngoài việc tự đến ải, và các bạn phải mất khá lâu để vượt ải và cả cấp độ như ý muốn. Và nhìn chung thì Gồng Thần Huyền Thoại là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn muốn ôn lại tuổi thơ cùng Dragon Ball Bảy Viên Ngọc Rồng, cũng như mở ra vô số những chuyến phiêu lưu mạo hiểm với đại hội quả thực cấp vũ trụ cũng như là hội ngộ đấng tối cao Geno. Tuy nhiên thì cũng như những tựa game hay tướng khác thì gần không Gồng Thần Huyền Thoại thì phụ thuộc khá nhiều vào nhân phẩm cũng như là tư duy chiến thuật. Thì do đó thì nếu các bạn có khởi đầu quá tệ thì cũng khó có thể tiếp cận và gắn bó lâu dài của game. Thì khi vào game thì các bạn sẽ nhận được tướng Son Gohan, Gilin và Piccolo. Thì ngoài ra thì game cũng có khá là nhiều hoạt động như là tăng cấp đôi cấp độ lực chiến hay là hoàn trả. Và đây là các hoạt động của game. Đây là đại hội quốc thuật gia tộc. Thì đây mình sẽ vào gia tộc. Thì mình có tạo một cái gia tộc, nhưng mà tiếc là không ai xin vào hết. Ok, thì giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code mới nhất của game và hướng dẫn các bạn nhập gift code. Thì đầu tiên để nhập gift code, các bạn nhấn vào avatar của mình, sau đó nhấn vào nhập gift code và tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất như sau: E 8 D 4 E 7 B D 4 7. Sau đó bạn nhấn xác nhận.
Thì cái code này sẽ nhận được là 200 kim cương. Cái này là quyển triệu hồi dòng thần số lượng 1, mảnh trân tương lai số lượng 40 và mảnh ngọc rồng 1 sao số lượng 20. Thì đây là cái code cũ còn hạn sử dụng, mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Code thứ 2 1BA60J4E0A3 thì đây cũng là gift code cũ. Thì gift code này sẽ nhận được là vàng, kim cương, rồi gương đá và bánh bao. Gift code thứ 3 như sau: A2FB425E7J. Thì đây cũng là gift code cũ nha các bạn. Code này sẽ nhận được là túi vàng, nước thánh, mảnh tím và thuốc khôi phục. Gift code cho thứ tư như sau: BA43B927J1 BA43B927J1. Đây cũng là gift code cũ. Gift code này sẽ nhận được là 150 kim cương, quyển triệu hồi rồng thần, nước thánh, mảnh tím. Gift code thứ 5 J18J306 355 J18C306355. Gift code này sẽ nhận được là 300 kim cương, gương bảo vật thường số lượng 1, đồ gà 1 và mảnh Android 18 số lượng là 30. Thì đó cũng là gift code cũ. Gift code kế tiếp có thứ 6 1J1E94C0751 1J1E94C0751. Thì code này sẽ nhận được là 200 kim cương, quyển triệu hồi rồng thần, đùi gà, thạch khủng long, mảnh tím số lượng 20. Đây cũng là gift code cũ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code mới. Code như sau: 21782 B1 9 F46 21782 21782 kéo số 2 21782 21782 B1 9 F46. Đây gift code mới. Thì gift code này sẽ nhận được là lực hành động số lượng 50, kim cương số lượng 100, biển diệu hồi đồng thần số lượng 1 và sách điểm kỹ năng số lượng là 1. Ok, như vậy là còn là 7 gift code. Trong đó thì có 6 code cũ và 1 gift code mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái túi đồ. Vào túi đồ để xem các hồng quà. Đây là ngọc rồng 1 sao. Mình sẽ ghép. Mình sẽ tăng bậc cho nó. Không, mình không tăng bậc. Bây giờ mình sẽ cùng vào Hero.
đây là mình đã chia sẻ cho các bạn 7 giúp con. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like và subscribe ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye.